Rồi và khi mình đi chơi thì bận lại cái bộ đồ cũ của năm ngoái. Mình rất là tự hào khoe cái bộ đồ này, nó mang tiếng là đồ cũ thôi, mà mua hồi năm ngoái mặc có 1-2 lần rồi cất vô rồi đâu mặc nữa. Có nhiều bộ đồ mới mình đã mua rồi mà mua rồi mình quên hẳn luôn nghe bà con. Nói chung cái số của tôi nó hơi bị sướng là mình không có quan tâm tới đồ đạc quần áo, khi nào mình cần cái gì thì mình đi mua thôi, mà hầu như mình không cần thiết mấy cái này luôn nghe bà con. Cái đầu vừa mới gọi xong, bây giờ chỉ chải cái đầu rồi đi chơi thôi. Và ở nhà của tôi luôn cứ phàn nàn về cái vấn đề ăn bận của tôi. Nó trời ơi trời, nó ra đường mà nó bận đồ thấy ghê như ăn mày ăn xin vậy đó. Nhưng mà cái bộ này mà phàn nàn là thua nghe. Rồi bye bye mọi người.